chú đi chắc mở cái gì đâu, nặng lên đi là cô ăn không cho chị đó dạ chứ em đi chú uống hết rồi nghe lại không em đi em đi em chắc mở nhé. Rồi mình đã đưa Dũng vô tới bệnh viện Tâm Thần Tiền Giang này quý vị khán giả. Cái này là cũng việc làm bất đắc dĩ quá quý vị khán giả, hồi nãy ở trên xe ô tô nó nói chuyện thấy tội quá. Nói là vô trong này nó sợ sệt á, nhưng mà cũng không còn cách nào khác, cũng phải đưa nó vô thôi. Bữa nay đi thì có mấy anh chị luôn, chị Loan, anh Việt, chị Trường. Hỏi gửi đi kêu để đi sáng về gửi mẹ điện bắt 8 đi kêu để sáng gửi. Chứ phải có người nhà nữa quý vị khán giả. Nó vô trong phòng rồi. Thôi mất công chuyện rồi thôi à. Mẹ đi. Chú đi chắc mở cái gì đâu, nặng lên. Đi là cô ăn, không cho chị đó. Dạ chứ. Em đi chút uống hết rồi. Nghe lại không? Em đi, em chứng mở nhé. Chú đi nhận lại đây. Dạ. Bác sĩ đẹp trai hả? Bác Nhật, bác sĩ Nhật ha. Bỏ đi. Vậy sao mà tháo được? Để về mở đi là nó ổn cái đấy. Được. Mở đi nó ổn. Có đồ này cũng xài được. Bỏ đi ổn đi rồi. Bỏ đi mất con vui nó khác. Đồ này cũng còn đắt gì nữa. Cỡ này chắc cũng phải hâm mấy cái quá. Cục sườn lon hết tao đâm luôn nè, cái ông lon nó lại đây. Con lon mua mất sầu riêng nó đây. Gì xuống lột lột đang đằng tù mà chưa. Bác sĩ phong, con lò mua mắt đó vô đây. Con đâm con lò mua mắt đó luôn. Đau lớn con lò nó phải không đợi đội chung con lò. Tiền sao bánh đổ của Hồng Việt á. Kéo bé không? Tiền sao bánh đổ hả? Dạ. Hai cái rồi, ba cái rồi. Hay bốn cái hả? Bốn cái. Trời ơi, lẫn cái gì trong đó? Dây tùm lum ra đây. Này đây phi công máy bay. Đây vô hả? Phi công máy bay. Cắt luôn hả? Chứ giá đâu xài. Giữ giữ cái gió được rồi. Ôi không gió thì ghê nè. Thôi cắt bỏ luôn đi vậy đi. Cắt đi. Trời ơi dây nhỡ nó buộc quá trời. Này còn hơn phi công nữa. Đâu mấy chiếc rồi? Một. Đây. Trời ơi những cây lá cây gì bỏ rỗng vậy? Không sao vậy. Bữa 19 cái à. 19 à. Trời bữa hôm nhà 27 cái. Còn mấy bộ đồ của con rùa nó bận đi học á. Lấy ha, đừng có cắt. Đồ đồng phục không có nhiều đâu, đây nè. Ủa, phải cái này không ta? Có bỏ rồi. Bỏ đi đồ báo, nhá gì vậy. Đồ mới cho em rồi. Thì ngồi lên rồi đó, đó là có sẵn. Trời ơi, nó nịt vậy thì thứ gì mà chịu nổi. Đã vậy còn hơi 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 đúng luôn. Mình mấy nó hầm luôn. Ngứa rồi, mấy nó bị nổi lát, nổi ghẻ nữa rồi. Nó ghẻ luôn đó. Đem chuẩn bị nó, đem chuẩn bị sẵn luôn. Đưa bọc mũ đây sẵn rồi. Bỏ đồ cho bọc mũ luôn phải không? 2 cái 3 cái 4 cái. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái quần của bà ba. Bây giờ cứ lộn đây rồi lấy cái gì lấy. Lấy lại đây, bỏ ra. Rồi này. Cái quần nè, cái quần của bà ba cũng lấy cũng lạnh vô được. Thôi đây rồi đi à.
cởi dây ra, để dây đó. Bác sĩ đang đợi. Bác sĩ đẹp trai không? Bác sĩ hỏng nè. Dạ đó. Nghe kích. Có. Rồi lột ra coi đếm lên 1. Đếm. Đấy. Thôi, phải lột cái ca cái nè. Cái 3 nè. Yêu bà, 4 bà cầm mấy hộp mày nhảy nhảy nha. Lại nhảy luôn. 50 hộp tổ mày bị dò nè. Bị nói dễ ăn với nền tin cá với mày. Đúng rồi nè. Tin cá với mày. Để anh nền cá rồi. Mấy cái rồi. Thôi, mẹ. Gà tống đạt rồi. Nó kẹt rồi. Ông mừng ông kêu, ông mừng ông kêu trúng kèo. Cái yêu đó. Cái gì đây mệt? Nút không? Nút luôn á. Ông mình kêu làm bản quảng cáo kìa. Nãy giờ mấy rồi? 10 phải không? Mấy rồi? Nếu mà cả nhà không biết không nghe, là tránh rồi. Chưa thấy chị đẹp kìa. Ôi, nó kiếm bác sĩ Nhật gì đó mà. Đẹp quá hà. Chúc mừng ơi, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Lấy giấy cho bác sĩ. Trời ơi, lớp bận lớp quá không nội luôn. Bận quần giấu. Cái áo giống áo làm trường tất cả. Áo của em chứ áo ai? Áo của ai nè, nó lấy rồi ăn thành quá. Lấy áo của em á. Dạ. Chưa. Họ đi lắm nè, là gãy. Trời ơi, nó bỏ lá cây ở trong người nữa nè. Nó sọc sọc này là bước vô sư thầy, nó tháo anh tròn. Đúng rồi. Không, hư, quay, có gì đó. Cầm đi. Bỏ ngoài mắt à, em cầm. Để nó cầm đi, cầm. Ừ, cũng quay phai đó. Trời ơi, sao, cái này có 1/4 áo mà bạn, cắt cả nhà hả? Cái áo không, còn nguyên đó. Cái áo này là 50 ngàn, tại bữa đi, có thêm 20 ngàn, ta cắt lại. Có nhiều quá, nhiều. Ê, em lấy thay ra đi, anh hỏi anh, đừng nhảy nước cơ. Dù quay hai hơi bác sĩ đừng lấy con em, em gái là anh đồ chơi. Lát để nó bác sĩ để lại. Cái đồ chơi, cái đó đồ chơi wifi đó. Wifi tên mạng gì quên rồi. Mạng tứ trên, nhà hát xấu. Rồi cách mạng kiếm trên. Thế vô mạnh quên căn nhà màu tím. Karaoke tấn lực. Karaoke nhà sống tứ tình, bố cô. Karaoke tấn lực. Karaoke tấn lực, nhà sống tứ tình, bố cô. Phi Nhung, Phi Nhung, Phương Mỹ Chi. Phương Mỹ Chi thì xưa. Đêm đó đâu đêm mẹ mai một đoạn thôi. Một đoạn thôi cho ta kiềm chơi. Nè, đó cái áo trong là áo của con. Rồi thôi, áo đó hết mặt được rồi. Đêm đó đêm mẹ mai một đoạn thôi. Tỉnh là tắm đi rồi đó. Dính máu. Hả? Thôi áo này hết mặt được rồi. Nuốt tay đi, nuốt tay đi. Rồi cởi quần nữa đi. Cả nhà ơi, chuẩn bị là một cái dừng. Một cái dừng, chuẩn bị xuất hiện một cái huynh.
Hèn gì mà ba không có đồ mặc nữa là phải rồi. Một cái Huynh. Áo kẹp rồi con ơi. Để lát nữa xin cái áo như kia cho nó mặc. Một cái Huynh. Cái này nhẹp luôn. Đây. Trời ơi thùng nữa. Trời ơi sắp cái nhà ơi. Chết rồi. Một cái Huynh. Bắt đầu hai cái Huynh. Mặc vậy mà đi được hay thiệt chứ. Hai cái Huynh. Hai cái Huynh. Ba cái Huynh. Đêm ngơ đêm mẹ mà chỉ in áo cho con. Bốn cái Huynh. Áo nào tận dài nói vô hoa thiếp đêm già. Trên lời ngõ nhẹ ầu áo. Giấu nữa nè, ông giấu thêm nữa nè. Sáu cái Huynh, đây hai cái thì cả nhà. Bảy cái. Bảy cái rồi không? Bảy cái rồi. Kéo lên ngay ngay vậy. Tại vậy đi cho nó nè, vậy đi, vậy đi mà. Trời ơi, tắt trúng sóng rồi. 8 cái, 9 cái này cái áo. Áo. Trời ơi. Đó, vậy đó. Rồi, hết chưa? Hết rồi cả nhà ơi. Hết rồi, trả lại cái tủ đi. Đây, Dũng có bị dân mến cao chuyên môn đường ngược không? Cái áo rồi, cái áo cho con. Áo đều dọn dài. Quá trời áo, quá trời quần cho mình chưa đã. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường bình an, hai ta đi học chung đường lối về và gian điểm trát đường giữa. Quên một bọc cái này quý vị vậy. Đó 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 đó. Tao là phần ba được về xe. Chú chim là bà đầu xanh đầu đỏ. Có người ta dùng đực dùng cái đồ đạp cho mình. Thôi giờ các bạn nghe nè. Trời ơi Dũng ơi. Wow. Nãy giữ cái áo gì cả nhà. Tôi em hãy đi về áo chị làm buồn thêm. Đã đã biết từ lâu. Đứng đi. Tao cười chết. Trong này đừng có ca. Xin lỗi tao vậy đó. Em ơi em làm thì bác sĩ lại tới vậy. Đúng không? Bác sĩ lại thấy em bác sĩ cười. Hả? Ok. Đây cả nhà. Kéo vào đó lại đây. Trời ơi. Quá trời. Cả nhà thấy tụng đồ với cả nhà kia nè, không bỏ luôn cả nhà. Nó giận rồi đó. Ừ, giận bắt đi rồi đó. Chị kia nãy giờ chị bộ rồi, kêu đó. Đây là bữa nay đó quý vị khán giả là có chú mừng. Tại vì là người nhà đó. Gặp chuyện cho nó phải có người nhà đi. Thì chắc là để chú mừng ở đây với lại Dũng. Đâu có sĩ về chị chứ. Ừ. Thì mình sẽ đưa cho chú, tạm ứng cho chú trước 2 triệu ha, 2 triệu đi. Đưa cho ai mà? Hả? Đưa cho ai? Đưa 2 triệu cho ai uống rồi. Được á, 2 triệu là 1 triệu 2 là tiền đóng tạm ứng. Còn tiền còn lại để chú tiêu. Hai anh chị cầm cho em. Có bảo hiểm không chứ mừng? Bây giờ tạm thời đưa... Tạm thời là đưa... Nó cả nhà, em Việt, em Trường đưa cho anh Mừng 2 triệu nha cả nhà. 1 triệu 2 thì đóng viện phí, còn như lại cho anh ở, anh ăn tiêu xài mấy ngày. Rồi chị em của lo việc Trường sẽ lên xuống thường xuyên xăm. Chú xài trong mấy ngày này á. Nhưng nín nha, đừng xài đánh dây bức tuốt nha. Chú xin cái ông chủ kia nói nghỉ làm 2 ngày 3 ngày đi ha. Chú ở đây với em đó. Rồi anh cảm ơn khán giả đi. Cảm ơn bà con. Cảm ơn bà con. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Nói đi. Rất là đơn giản. Cảm ơn bà con thôi. Được rồi, dạ được rồi. Chú đừng có bỏ về nha. Hả? Đêm là ổn. Đêm là ổn hả? Nóng luôn là ngủ rồi. Dạ. Ngày mai để tôi nói. Nó bệnh xuất viện về nè. Không, không. Chắc là phải nhập trại thôi chứ không có đưa về. Như lần trước là nó ở đây một lần vậy là mấy tháng? Hả? Một lần, lần trước là nó có nhập trại đây lần rồi đúng không? Ở mấy tháng chứ? Một tháng là nó kêu mình xuất ra, nhập vô. Ở lại, nếu mình muốn biết thì giữa khoảng khoảng chuyện nhỏ rồi thì để nhập luôn. Cái nhập luôn đi. Nhập một cái... Một tháng là người ta cho ra trại. Ra, ở một tháng cho ra trại nhập vô rồi nhập lại
hộ ta ha. Ừ, hồi đó vậy đó. Không, tháng đi. Cứ định tiền thôi, tháng đi. Vậy thôi, cứ nhập tháng đi, nhập tại tháng đi. Tháng đi cho nó khỏe. Đầu nơi 1 tháng chứ có 10 tháng gì nè. Tiền đông mà có phát sinh gì chú gọi cho chị Loan nha. Rồi, chắc tạm thời vậy thôi quý vị khán giả, cho mưa rồi cũng đâu có về được, thôi ở đây hết mưa về. Có vụ nó vụ ngày qua vụ sầu riêng không? Không, ngày mai à, ngày chị bán ngày nào? Chủ nhật không? Chiều chủ nhật không? Ừ. Chiều chủ nhật là chị Loan bán sầu riêng ở số 159 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 4 thành phố Mỹ Tho quý vị khán giả. Quý vị khán giả nào mà ở gần Mỹ Tho đó thì ghé ủng hộ chị Loan ha, để chị Loan bán mau lẹ hết để trăm đúng đó. Giờ trăm thằng sĩ. Sĩ mấy bữa nay ở nhà nhà chị Loan á quý vị khán giả. Phải lên xuống bệnh viện ngày chủ nhật nha, bữa nay là ngày thứ bảy nè. Thì mình tối về mình sẽ đăng tải cái video này để ngày chủ nhật quý vị khán giả nào ủng hộ chị Loan để biết cái ngày giờ ha. Chiều chủ nhật là có thấy gì giờ đó là chiếc tay đây này có ăn. Mua ít cái chai thuốc ở đây không có anh lo cho nó nha. Mấy chai thuốc mà màu hôm bữa chai thuốc gì thứ cần mua đó. Ông có nói rẻ là được rồi, thuốc rẻ là được rồi. Rẻ rồi đó. Để nó vợ trên đây nó lan tùm lum tùm la. Mà cái lai này nó khô rồi, cái tay nó khô rồi, có cái gỗ mà. Giờ nó đóng thì cái giờ nó sức tấy hết trơn, cái thằng đó nó cho chị cái gì cây cồn gì nó sức hết luôn. À, bữa là máu quá rồi đó. Bữa kia sức có một lần hết ha. Không nè. Thấy chị chùi máu khóc. Chị nín nín đi cho. Ngay cái chiếc răng này ngay lại nè, để mũi dưới nó chích lên. Không? Thằng Nga giận rồi, hồi nãy kêu dụ thằng Nga đi bằng cách là lên gặp bác sĩ đẹp trai đó quý vị khán giả, mà giờ lên không có gặp á, hồi nãy giờ giận rồi. Cao quá rồi đấy. Thực ra cái thời gian qua đó quý vị khán giả cũng có rất là nhiều khán giả có chỉ cách này cách kia đó, gặp thầy này thầy kia đó, nhưng mà theo mình thấy thì ví dụ như là nhà nào có bệnh, người nào có bệnh thì tốt nhất là mình cứ đưa vô bệnh viện tâm thần, ở trong đó có bác sĩ người ta có chuyên môn đó. Có bác sĩ giỏi ở người ta chuyên khoa thần kinh đó quý vị khán giả, thì người ta sẽ có cái cách người ta điều trị đó, làm cho mình nó bình tĩnh hơn đó. Chứ ví dụ như người nào mà có người nhà bị bệnh quý vị khán giả, thì mình thấy là nên đưa vô bệnh viện để bác sĩ người ta thăm khám trước. Đó. Tại vì lúc mà nó mới phát á, thì mình để nhà theo thầy này thầy kia cúng này cúng kia, nó mất cái cơ hội vàng đấy ha quý vị khán giả. Thì mình nên đưa theo hướng dẫn của bác sĩ á, cứ đưa vô tại tâm thần thì người ta sẽ có cách người ta điều trị thôi quý vị khán giả. Chứ giống như trường hợp này mình quay đó, thì thời gian qua có rất là nhiều thầy bà rồi tới á, đi tới nhà của hai em á, thì cũng cúng rồi cũng gì bùa phép gì đó, nhưng mà mình thấy là không có hiệu quả đâu quý vị khán giả. Và mình xin kết thúc video ở đây ha. Và xin chào và tạm biệt quý vị khán giả. Nhà mình đem cho thằng riêng bác sĩ trường á, trường lấy kinh về. Đây bữa nay mấy chị em, mấy anh chị em đưa Dũng sĩ vô bệnh viện tâm thần đó quý vị khán giả. Đó, thì quyết định rồi, nay đưa vô thôi chứ không còn cách nào khác nữa rồi quý vị khán giả ơi. Rồi Trường xin kết thúc video ở đây, chắc là để một vài ngày gì đó mình vô mình thăm lại Dũng. Gửi tin nhắn ở đây. Kính thưa quý vị khán giả, như vậy là nhóm ba anh chị em Trường, Việt, Loan đã hoàn thành nhiệm vụ đưa em Dũng vô đại tâm thần rồi. Chắc là ngày mai, ngày mốt gì đó là cho ra đằng sau á, cho ở đằng sau khoảng tầm tháng. Ra sau. Ừ. Xin ở lại. Dạ. Chào cả nhà, gắn ủng hộ rồi, cả nhà giờ khổ quá rồi đó. Dạ. Giờ đi bán sầu riêng giết về phải chăm phụ nữa đó. Giờ chị Loan dẫn sĩ ra ở ngoài nhà luôn đó quý vị khán giả. Đây hai chị em giờ cho nó nhập đại xong rồi, chị Loan với lại sĩ đi bán sầu riêng nè. Đó, đi giao sầu riêng.
Thì tại vì cái công việc nó hơi nhiều, nó hơi quá nhiều mà chị Loan thì chưa có sắp xếp kịp với quý vị khán giả. Ví dụ như trong cái quá trình mà chị Loan có giao hàng hay có nhầm lẫn gì đó thì cũng mong cả nhà thông cảm cho chị Loan nghe dùm á. Ngày mai là ngày Chủ nhật, chị Loan sẽ bán sầu riêng ở trên đường Lê Thị Hồng Gấm, đối diện số 159 quý vị khán giả. Đứng đi, đứng. Rồi Trường xin chào tạm biệt cả nhà ha. Rồi chị Loan có là gì muốn nói với cả nhà không? Nói vụ qua. Vụ sầu riêng qua được chửi á. Bán sầu riêng bị chửi hả? Ừ. Bị cạnh tranh. Bán đắt quá không? Cạnh tranh mình bán đắt quá. Mua 35 40 ngàn nó chửi cả nhà ơi, giờ sao giờ? Thôi để đi cái vụ đó để kể sau. Rồi xin tạm biệt cả nhà.